Chúng ta làm bài số 2 nhé, là sử dụng Spring Form để buộc dữ liệu. Như vậy chúng ta thêm một cái dòng nữa, copy thầy ghi rõ ràng là 3.1 tức là lab 3 bài 1 nhé, 3.2 lab 3 bài 2, sử dụng binding dữ liệu với Spring Form. Các bạn sẽ được học cái form kiểu của Spring xem nó như thế nào. Thế thì đầu tiên các bạn muốn mà binding dữ liệu với Spring Form ấy, thì chúng ta sẽ làm như thế này. Đầu tiên bạn cũng lại copy cho thầy cái bài 1 nhé. Copy thôi, chẳng làm gì hết. Copy đúng không? Bạn sửa thầy thành bài 2. Bài 2. Đúng chứ nhỉ? Chỗ này là bài 2. Được chưa? Mình sửa thành bài 2. Đây này, bạn nhìn cái sử dụng cái Spring Form này nó cũng nói rất là rõ. Nó như thế này nhé. Được chưa nhỉ? Đây bài 2 của nó đây. Như vậy thì làm thế nào để ta lấy được cái dữ liệu từ Spring Form? Thì cái phần này chúng ta gần như chúng ta không có gì thay đổi cả, bởi vì chúng ta giữ gì giữ nguyên nhỉ, không có gì thay đổi. Nhưng mà chỉ có điều chúng ta thay đổi phần form thôi. Như vậy làm nào để thay đổi phần form? Thế thì ở chỗ này bạn ghi cho thầy, không phải bạn ghi là Trần Văn A đi. Ồ. Để cho nó khác một tí, điểm là 8.0 đi, .1 đi. App này. Không gì thay đổi cả. Nhưng chúng ta sẽ tạo một cái bài, copy bài này, copy này, paste vào đây, ghi là bài số mấy, số 2, ok. Nhưng chúng ta phải sửa lại cái form bài số 2, không phải giống bài 1 nữa, mà ta sửa lại cái form giống bài số 2. Bài số 2 chúng ta sử dụng Spring Form, vì vậy bạn phải sử dụng cái như sau. Bạn import thư viện này, A còng, phần trăm, A còng này. Tag list nhỉ. Đấy. URI là tag form nhỉ. Prefix là form. Đấy, nhá. Thôi chào gõ trong nào cả, chỉ cần dấu cách nó ra thôi. Được chưa? Chứ bình thường bạn gõ kia mà gõ này hay sai lắm. Hiểu chưa nhỉ? Thế thì ở chỗ này chúng ta không dùng cái form này mà ta dùng form. Bạn gõ này này cho dễ nhá. Form này. Yeah. 2.form. Đấy, nó dùng cái form này các bạn nhé. Thì cái form này mới lại là cái form của thằng. Tất cả mọi thứ bạn giữ nguyên. Cái này paste này, ok. Đấy, form 2.form chỉ để chúng ta dùng cái tag list của nó mà. Ui sao mà thế này. Rồi ok. Thì chỗ này bạn không dùng input kiểu này nữa, mà ta dùng gì? Form. Dạ yeah. 2.in gì? Input. Được chưa nhỉ? Lúc này chúng ta không có cái time tag này nữa nha các bạn nhé. Chúng ta không có cái time tag này, mà ta có path nhỉ? Path bằng name. Chỗ này không có nêm mà ta sẽ có gì? Path. Đúng không? Path. Path bằng nêm. Đúng chứ nhỉ? Thế thôi nhá. Path bằng nêm. Chúng ta như cái này ta không cần nữa. Nhưng mà chỗ này bạn phải thêm một dòng nữa này. Đó là gì? Các dấu cách này. Nó sẽ có model. Model attribute của chúng ta sử dụng là gì? Student đúng không? Đấy. Bây giờ path bằng nêm. Tương tự như thế, điểm thì cái chỗ này chúng ta không có, cũng không có cái này. Ta có path bằng điểm. Mark. Đúng chưa nhỉ? Thế còn cái phần ngành này thì tương tự đúng chưa nhỉ? Chúng ta cũng không cũng đây thầy bỏ này đi nhá cho bạn dễ nhìn này. Xóa này đi. Nhá đơn giản chúng ta chỉ thêm mỗi là này. Form 2. Radio nhá, button. Nhá path của nó bằng cái gì các bạn?
bát bằng gì? Ma gì? Ma do item của nó, đúng không? Item. Form. Yên xem nào. Đây không phải. Ừ, hình như vậy. Pass. Đã viết nhầm. Đây. Đúng không? Bạn gõ cách này. Item này. Đấy. Thì cái item này chúng ta sẽ sử dụng một cái là gì? Đô la major nhỉ? Nhưng mà tất nhiên ở đây chúng ta chưa, vì là chúng ta chưa viết cái phần đấy, cho nên là chúng ta có thể là không cần sử dụng cái này, chúng ta chỉ ghi là cái này thôi nhé. Chúng ta sẽ ghi bỏ con này đi. Được chưa nhỉ? Ok, path là major và chúng ta còn thông tin gì nữa nhỉ? Value đi, bằng app chẳng hạn. Đúng không? Thì ở trong này chúng ta sẽ ghi đây, chúng ta ghi là ứng dụng phần mềm. Bạn copy cái dòng này thế này. Rồi web là gì, thiết kế gì? Thiết kế web. Như vậy ở đây ta đang học cái sử dụng gì? Form 2 chấm và model attribute chính là cái model mà chúng ta cần đọc. Thì chúng ta input nó không có type bằng cái gì mà chúng ta dùng path gì thôi, đúng không? Function F. Ok, bây giờ ta chạy thử, chạy lại này. Run S này. Spring Boot. Rồi, bây giờ ta gõ. Ở đây ta chỉ cần gõ bài mấy? Bài 2. Đúng nhỉ? Đấy, thấy không? Nói gì? Trần Văn A, điểm 8.1, ngành ứng dụng phần mềm. Đây là cách chúng ta bù dữ liệu theo kiểu cái kiểu của sử dụng cái form, Spring Form nhé. Như vậy, cách làm khá là đơn giản. Đấy là chúng ta chỉ sử dụng cái form 2 chấm. Form 2 chấm form, ta dùng như thế này. Và cái phần controller thì nó cũng đơn giản như thế. Copy cái controller của bài 1, ta đưa thành controller 2, nó chạy nhé. Đó là nội dung của bài tập số 2. Xong rồi. Nào thấy